Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Hyundai Grand i10 sản xuất 2015, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 1.2 bản sedan hai đầu, mang biển kiểm soát Hà Nội 30A66705. Hiện tại chiếc Hyundai Grand i10 đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của em đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với chùa Cao Linh. Bác nào mua xe cũng như bán xe, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe bản sedan hai đầu, đó là một mẫu xe i10 nhập khẩu nguyên trước từ Ấn. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng cho một mẫu xe i10 nhập khẩu bản sedan hai đầu, mang nước sơn màu bạc. Đấy, biển kiểm soát Hà Nội các bác nhá. Đấy, sơn xi sạch sẽ, đẹp đẽ, ok. Đấy, sơn xi sạch sẽ, nội thất rồi. Các bác xem nội thất của xe. Đấy, nội thất tươi rồi nói các bác nhá. Đấy, nội thất ghế da hai màu, vô lăng ba chấu các bác nhá. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện, gương kính chỉnh điện các bác này, cái táp ly cánh cửa này rất là đẹp luôn các bác nhá, rất đẹp luôn. Đấy, tất cả hệ thống keo chỉ của xe, keo chỉ của nó đều tắp tắp luôn các bác nhá, keo chỉ đều tắp tắp, khung cánh cửa này, không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhá, không hề mục mọt luôn. Đấy, sơn xi led căng, bản sedan hai đầu, động cơ 1.2. Đấy, vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này ăn tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 cây số các bác nhá. Đấy, chở được 5 người. Đấy, tất cả ốc áp bản này. Đấy, tem mác theo nhà máy sản xuất Osram. Đấy, cột kèo và đinh tán của xe. Đấy, cột kèo và đinh tán nguyên đai nguyên kiện các bác nhá, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, nguyên đai nguyên kiện bản sedan hai đầu, nội thất tươi cho nói, màn hình đầy đủ các bác nhá. Màn hình đầy đủ. Đấy, tên tư nhân và biển Hà Nội. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đấy, bô lăng nhá, cái bô lăng của xe này các bác này. Bô lăng ba chấu rất là đẹp luôn. Đấy, sau đây em sẽ đè lỗ máy lên các bác nhá. Đấy, máy thì búng nhẹ cái lỗ ngay các bác nhá, búng nhẹ cái lỗ ngay. Đấy, máy lỗ rất là êm luôn, ngồi trong xe gần như là không nghe thấy tiếng máy lỗ các bác nhá. Đấy, hệ thống táp lô của xe này. Đấy, táp lô các bác nhá, điều hòa này, tất cả những cái nút điều hòa các bác này. Đấy, quạt số này, phanh tay này. Đấy, màn hình đầy đủ các bác nhá. Đấy, đây sao em sẽ cài số lùi này. Đấy, cam lùi này, camera lùi đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe i10 nhập khẩu bản sedan hai đầu, động cơ 1.2, hãy cứ alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565 các bác nhá. Đây là phần chắn nắng này. Đấy, hệ thống đèn chân này. Đấy, ok các bác nhá, chắn nắng hai bên đầy đủ luôn. Đấy, gương chiếu hậu này, hệ thống kính lên xuống này. Đó, hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Đấy, i10 nhập khẩu. Đấy, bản sedan hay đâu. Đấy, động cơ 1.2. Đấy, rất là ok các bác nhá, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường các bác này. Đấy, sản xuất 2016, nhập khẩu bản sedan mà giá tiền thì chỉ có 235 triệu đồng thôi. Đấy, khóa khiển đầy đủ các bác nhá, khóa khiển đầy đủ luôn. Đấy, phải nói rất là đẹp các bác nhá. Đấy, sau đây em sẽ đi vào phần gương chỉnh điện này các bác này. Đấy, chỉnh điện các bác nhá, hoạt động rất là trơn tru. Đấy, gương chỉnh điện các bác nhá. Đấy, một mẫu xe i10 nhập khẩu sản xuất 2016 15 các bác nhá, 2015 bản sedan. Đấy, máy 1.2, giá tiền 235 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ. Đấy, cũng như hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác nhá. Đấy, xe thì rất là đẹp luôn. Đấy, mua về chạy giờ. Đấy, gia đình chạy dịch vụ OSK các bác nhá. Đấy, rất là rộng rãi luôn, bản sedan hai đầu. Đấy, sản xuất 2015 mà lại còn biển kiểm soát Hà Nội các bác nhá, biển Hà Nội. Biển Hà Nội của nó rất là giá trị luôn các bác nhá.
Đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc i10 sản xuất 2015 các bác này. Đấy, máy móc lỏ rất là êm luôn. Đấy, tiếng máy lỏ rất là thì thầm các bác nhá. Phần đấy, máy lỏ giòn tan luôn, máy lỏ giòn tan. Đây là phần ủ nạp sóc này. Đấy, tất cả những nắp capo này. Đấy, keo chỉ zin các bác nhá, keo chỉ zin. Tất cả các lỗ tròn không hề có hiện tượng móp méo này. Đấy, đinh tán này. OK luôn các bác nhá. Đấy, keo chỉ zin. Đấy, máy lỏ thì thầm. Đấy, đinh tán đang giật này, ủ giảm sóc các bác nhá. Đấy, máy lỏ rất là êm luôn. Đấy, máy lỏ rất là êm các bác nhá. Đấy, một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc bản sedan hay đâu, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe i10 nhập khẩu bản sedan hai đầu, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em lên các bác nhé. Đấy, biển kiểm soát Hà Nội 30A66705. Đấy, sơn xi màu vàng xịn sò. Đấy, không đổi màu các bác nhé. Đấy, các bác mua về sử dụng thì rất là yên tâm luôn. Đấy, máy lỗ giòn tan. Đấy, máy lỗ giòn tan các bác nhé. Tất cả ốc áp máy này OK luôn. Đấy, giá tiền thì chỉ có 235 triệu đồng. Đấy, các bác đã sở hữu một mẫu xe y mới nhập khẩu mới trước. Đấy, hàng nhập khẩu thì tôi nó rất là dày. Đấy, đồ đạc của thằng Vintage rất là dễ thay thế các bác nhé, rất là dễ thay thế luôn, không hay hỏng mặt. Lốp dép thì khá là dày dặn các bác này. Lốp dép của xe này khá là dày dặn luôn các bác nhá. Hệ thống cua lốp này. Đấy, tích hợp xi nhan báo rẽ bên sườn. Đăng kiểm thì còn đến tháng 6 năm 2022. Đây là phần nóc của xe này. Đấy, lóc của xe các bác nhá, sơn xi màu bạc. Nội thất ghế da hai màu. Đấy, rất là xịn sò luôn. Bệ bậc lên xuống nào. Đấy, ốc áp bản nè, chưa hề động đến ca lê mở lết các bác nhá. Hệ thống cột kèo của xe. Đấy, cột kèo đinh tán này, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, cột kèo đinh tán zin các bác nhá. Hệ thống táp ly cánh cửa. Táp ly của cánh cửa của đằng trước bên phụ này. Đấy, hệ thống khung cánh cửa các bác nhé. Đấy, khung cánh cửa không hề mọt keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ của nó keo chỉ zin các bác nhé, keo chỉ zin luôn. Đấy, đinh tán răng giật của xe, nguyên đai nguyên kiện các bác nhé. Đấy, phải nói rất là đẹp luôn. Đấy, i10 nhập khẩu bản sedan hai đầu, sơn xi màu vàng, biển kiểm soát Hà Nội. Đây là phần hàng ghế đằng sau này. Đấy, ghế da rất là đẹp luôn các bác nhé, rất đẹp luôn. Hệ thống trần của xe nó là trần nỉ nguyên bản các bác nhé, trần nỉ nguyên bản theo xe này. Đấy, phần táp ly cánh cửa này. Ốc bản nè. Đấy, tất cả khung cánh cửa các bác nhé. Đấy, OK luôn. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe nhập khẩu hãy cứ alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp cửa hàng em đặt tại thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Đấy, lốp dép thì khá là dày dặn luôn. Hệ thống cua lốp này. Đấy, OK các bác nhé. Đấy, hệ thống đèn đóm của xe này, đèn phanh các bác nhé. Đấy, đèn phanh của xe này, biển kiểm soát Hà Nội i10. Đấy, bản sedan, màn hình cam lùi đầy đủ. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm của xe cho các bác xem nhé. Đây là phần gầm của xe các bác này. Đó, gầm bệ các bác nhé. Gầm bệ rất là chắc chắn luôn. Còn đây là phần táp ly của cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhé. Táp ly cánh cửa các bác này rất đẹp luôn. Hệ thống keo chỉ của xe.
Đấy, keo chỉ zin đều tấp tấp các bác nhé, keo chỉ zin đều tấp tấp luôn. Hệ thống khung này. Đấy, khung cánh cửa không một mọt các bác nhé. Đấy, bệ bậc lên xuống này. Lót sàn đầy đủ các bác nhé, lót sàn đầy đủ luôn. Đinh tán răng giật của xe, nguyên đai nguyên kiện các bác nhé. Đấy, nguyên đai nguyên kiện luôn. Nội thất tươi đó nói, sơn si sạch sẽ đẹp đẽ, bản sedan hay đâu. Đó là một mẫu xe i10 bản sedan nhập khẩu nguyên trước từ Ấn, sản xuất 2015, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.2, với giá tiền 235 triệu đồng. Bên trong có bao nhiêu số alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, anh yêu của em, anh like, anh chia sẻ giúp em để được cập nhật mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau ạ.